Ôi do tu giờ này mới hay kìa. Cái gì vậy? Em bước qua coi kìa, trời ơi. Hả? Hết hồn luôn. Quá lẻ luôn rồi. Bước qua bước qua. Trời ơi, nhờ hên tú quay thấy kìa. Trang à, bên kia không à. Trang bên kia mà để này không hay luôn. Đâu có để ý đâu. Có mua gom rồi kìa mà chưa có lót. Tại vì mấy con vịt kia nó quay quay lại anh thấy trong điện thoại nè. Hai. Vịt nè, vịt này có cỡ bao cái máy này, vịt máy hết sức bự rồi vậy nè. Vịt đẹp nó bự rồi đó. Vịt đẹp này cũng bự con. Chỉ có vịt sim lại dạng thôi. Nó né cho mấy anh kia ra ăn nè. Để Trinh trốn quanh đây để cho nó lại ăn, Trinh quay về nhà xem nè. Ôi ôi, cua gảnh tốt. Ôi, vô rồi. Cua không luôn rồi đó nhà. Ôi ôi, con gì vậy, con gì vậy? Trời ơi. Trinh xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn đang đến với kênh Túi Trinh Vlog. Chào Trinh mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe, công việc thì luôn thuận lợi và luôn bình an trong cuộc sống nha. Tố ra ngoài đốn chuối mà dịch nó nghe nó la này cả nhà. Sáng thì Tố cắt rau muống rồi, mình máy ướt nhẹp luôn, mùa xương. Giờ thì đốn thêm chuối. Tố mới chích dáng cũ, chích vợ Tố đi đi đổ cái lúa mà. Đây luôn rồi. Rồi, chào cả nhà luôn nha. Tối thì cũng đã cắt rau muống, rồi chặt chuối xong rồi cả nhà. Thì cắt rau muống, cắt rau muống buổi sáng như là mình lội xuống nước á. Thôi giờ thì mình mới ướt nhẹp sẵn. Đi sẵn. Đổ cái lúa nha. Sẵn hồi nãy ướt cái vỡ lúa luôn cái ha. Ừ, cái chỗ mà hai chồng Tú sống phức tép rất là nhiều á. Có một cái một sợ không có. Không có là không có luôn. Mấy con gà nó nhảy ổ ăn, cái vô thăm nó có đẻ chưa? Đậu lúc nào Tối đi rồi cũng đi theo coi nha. Nước sáng nước lớn Tối. Hạnh nó không có giá là trắng là không nó không mua. Nó không có giá thì nó không mua cả nhà, chứ không phải nó không có giá là nó mua, bởi vì người ta không đẻ được. Trồng cái hạnh, trồng cây hạnh. Nó không giá là cái hạnh nè. Để Trinh quay cho cả nhà xem nè. Lúc mà giá có giá thì người ta bẻ lúc còn xanh nè. Còn hôm mà nó rớt giá ăn cái này, nó chín như cây quýt vậy. Nước sáng thì nước lớn nha. Cái nước lớn mình mong giờ trả nước là rồng rồi. Này chỗ Trinh xúc tép hôm bữa nè. Là nước ngập gì nè. Mà thấy nước cạn cái thấy mê. Đấy, ngập nước tới đây luôn nè, tràn bờ này luôn. Nước gông. Gọi là nước gông anh Tú. Rồi mới tối nhất ngập nguyên như nước lớn nhiều quá nó ngập luôn. Bây giờ nó giật xuống cầu lúc lúc lên kìa. Ngập lên tới trên. Thấy con gì lúc nó bắn tim vậy? Bắn tim hả? Dạ, nó tim nè, thấy không? Không. Dạ, em tim hả? Ờ. Anh Tú thấy bắn tim. Mấy con cua hay gì vậy? Chết chua quá. Cá bông dừa. Cá bông dừa bị con cua ghẹ gì kẹp chút queo à. Cái đường này thì im lắm, khó có ống bậm á, cởi ra vô nè, mà nước trào trào. Cởi ra. Cái nước ra nó vô, sáng thì nước trong vắt luôn ha. Nước gông á là nước trong dữ lắm cả nhà, trong ve luôn. Ôi ôi, cua gảnh tốt. Ôi, vô rồi, cua. Cua không luôn rồi cả nhà. Ôi ôi, con gì vậy, con gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Ôi. Ôi con ếch hơi nhỏ à, anh Tú, con ếch nó bự kìa. Ủa ơi, con ếch nó bự kìa, ổng ơi. Ôi cua. Ôi cắt chơi bự. Ôi trời ơi. Quá quá xa quá xa. Vô rồi. Vô rồi. Vô rồi. Ôi vô rồi. Ôi. Trời ơi. Quá xa cá chè để chị ngồi lại. Con ếch cũng bự. Vô mánh luôn rồi. Vô mánh à. Ôi con cá chè bự ra. Chứ gì? Hết hồn rồi, hết quá ơi, không biết gọi đồ nào luôn, cũng tay ơi. Trời ơi. Gọi một cái hì cái mà. Ơi con ếch ngậm ơi. Con ếch tại Tú không để cho nước. Tại mới tối anh biết thế nào nước lớn rồi, cái nó ngập lên rồi. Ngập tràn luôn ha. Ừ, mà anh để cái kia cao lên vậy mà cũng không, cũng ngập. Cũng ngập. Ngập lên tới trên luôn, cái này để cho ai nó cũng không nổi nổi. Quá lẻ rồi, ui. Con cách chơi hồi lắm rồi. Hết hồn rồi. Cá chê cua ghẹ gì vô tờ lưới chứ.
quá sáng. Ừ, cá lóc nữa em ơi. Có cá lóc nữa kìa, cá gô nữa kìa. Cá gô nữa. Y tép văng ra ngoài em ơi. Ờ, tép nó bún ra ngoài rồi nha. Quá lẻ một thùng luôn rồi. Hết phương chưa? Phương có bún gì? Trời ơi, cá chê. Cá chê này, cá chê trắng hả Tú? Cá chê bông. Ồ, cá chê, cái chê trắng mà là phi á. Đây Trinh thấy nó bông bông như cái phi gì người ta gọi là cá chê bông, cá chê phi gì á. Cá bự không được rồi. Cái gai. Quá lẽ ăn cá chè bự rồi. Bự quá đừng đụng cái gai. Gai ghê quá. Để mình quay lại nha, xem nha. Cá gô, cá chè, ếch. Hên lắm, cua. Còn cá chè bự dữ vậy. Quá sáng cá chè luôn rồi. Cá lóc. Cua quá trời cua luôn này cả nhà, cua bự không. Cầm nặng luôn này cả nhà, hết sức nặng luôn á. Cái 2 kg mấy luôn á. Quá xá rồi. Ấm này rồi. Là cụ cá chê luôn á. Này là cụ cá chê luôn á Tú. Này cái nhà nó bự luôn nè. Đây trên lửa rồi nè cái nhà. Một con cá chê bự nha. Cá lóc, cá gô. Còn anh em Tú bỏ bóng dừa ra. Được mớ cua nữa đó. Tép. Bỏ riêng ra cua. Trên với anh Tú thì cho vịt ăn ha. Bây giờ thì mấy ngày. Anh ơi con vịt xem sao nó ra ngoài được chưa anh? Tôi không nghe cả nhà. Ra ngoài con rồi. Để chút con Tú bắt nó vô. Đi ra ngoài hết con rồi. Ở đây thì mấy ngỗng con Tú cũng làm mổ á. Nó đẻ cũng được 8-9 trứng về cả nhà. Đang vô đẻ nè. Đang đẻ rồi. Xíu nữa đẻ xong chung coi là được nhiều. Đẻ hay là ấp rồi. Hình như nghe anh Tú thăm là 8 trứng hay 9 trứng gì vậy. Đói. Cái vịt trẻ nó cũng bự rồi mà nó chưa có chưa đến tháng nữa nha. Tú gãi xong rồi Tú gãi bỏ miếng rượu cho nó uống như thế này. Tú pha nước rượu cho nó thế này. Bút đầy cái hoa để nó uống ngày. Này bự bự hơn anh Tú à. Hay quá trời bự luôn. Vịt đẹp này cũng bự nữa. Có con vịt đẹp này đó nha. Lúc mà chân gã bày á nó nhỏ xíu à. Bây giờ nó bự nè. Cái này mà đẻ là bằng trứng ngỗng luôn á cả nhà. Vịt này mà đẻ là trứng bự lắm luôn rồi. Vịt xiêm thì dạng. Còn mấy vịt này nhát hết à. Chắc có lẽ là do Trinh với anh Tú bắt hoài nó nhát. Bắt nó hoài nó nhát hết à. Kí. Con nào nó cưng luôn rồi cả nhà. Vịt này chắc cỡ 3 kg, 3 kg mấy hết rồi đó. Vịt này nè, vịt này chắc cỡ 3 kg mấy nè, vịt mấy hết sức bự rồi vậy nè. Vịt đẹp nó bự rồi đó. Vịt đẹp này cũng bự con. Chỉ có vịt xiêm nở dạng thôi. Nó né cho mấy con kia ra ăn lên đây. Để Trinh trốn quanh đây để cho nó lại ăn, Trinh quay về nhà xem nè. Nó sợ, Trinh với anh Tú ngồi đây cái sợ nó không dám lại nè. Đói bụng mà sợ không dám lại. Vịt này thì vịt nó không có không biết ấp á cả nhà, cho nên là Trinh chỉ đẻ lấy trứng thôi, đẻ lấy trứng của nó thôi, cho nên là không có cần phải có vịt trống. Trinh để vịt mái không à, vịt mái bữa nay bự hết hồn luôn. Vịt xiêm của Trinh là mấy ngày đó Trinh chưa quay cho cả nhà xem ha, bữa nay nó bự nè. Vịt xiêm nay bự hết đó cả nhà, ga lông cánh nè. Vịt xiêm mới ga lông cánh gỡ mau lắm. Rồi cỡ bị lớn nè, là bắt đầu cỡ bị lớn là anh Tú căng ra cho canh ra cho nó ăn chỉ 2 cử thôi. Nếu ăn nhiều quá là hết được rồi đó. Bị lớn rồi ở đầu mình ngưng lại cho nó ăn 2 cử thôi. Đây nó đang ra lông búp đó cả nhà. Ừ, cỡ này là Tú dám nói nữa. Ừ, nó đang ra lông búp đó cho nên là mình cho nó ăn ít lại. Như con này là ra lông búp nè. Ừ, ra lông búp nè. Này nè, con đầu tiên là ra búp rồi đó.
ra lông bắp tới cái qua đợt lông bắp tới đầu đầu mình mới cho nó ăn để cho nó bự trở lại bình thường mau ha. Nó ra đây cái làm như nó thoải mái, cái nhà môi trường thoải mái nên là mau bự. Hổm là mới đem ra đó là cái đồ ăn, cái gì gọi là cái máng ăn của anh Tú làm á, có một cục ở đằng đẳng rồi mà giờ bít cái trên vịt chim luôn á, cái nhà bít cái trên như một cái máng ăn này luôn nè. Tại vì Trình Vinh Tú ngồi đây nó không dám lợi, chuẩn bị vịt con Tú ra nữa rồi, chuẩn bị vịt nở tiếp. Chiếc này xuống cũng ngang ngửa giảm thịt được hai mấy con đó. Xuống bằng ra này luôn mau ha. Ừ. Giờ dịch cái chia phe nhau rồi sao cô Tú chị à? Dịch sim ra dịch sim, còn bên kia thì dịch bắt xéo ăn ha. Còn bà dịch do là mình nuôi mình cho nó đẻ trứng á nên là dịch nó bự. Con nào ấy chằng vằng. Ăn lại xuống rồi uống nước ha. Nước hồi sáng giờ nước cũng nhiều quá em. Minh mông luôn. Sáng này nước đông. Ừ, nước đông lại rồi. Sáng nước đông mà tháng này là nếu mà nước nhiều là không thấy luôn. Trời ơi, rồi Tú dịch kia kìa. Dịch đẹp nó ăn cái bầu nó kìa Tú. Ừ. Cái bầu nó ăn nổi luôn á. Thấy cái gì còn lật lật bầu đi nổi luôn. Thấy cái bầu hơn cái mình á, bự hơn cái mình á. Con kia nó kìa cô chú anh chị nó. Hôm nay thì nắng quá trời luôn, dịch cũng khôn lắm cô chú anh chị. Nó kiếm chỗ mát chưa có nằm. Gà cũng vậy luôn. Này nữa mà đẻ trứng chắc nghi khỏi nói rồi. No rồi, nó kiếm chỗ mát nằm á. Vịt xiêm thì nó ăn hoài luôn, ăn được hoài ha. Đây này mắt. Đây Tú quay kia. Đúng rồi. Đây bà vịt cô Tú thì nó tắm dưới đây quen rồi cô Tú anh chị. Lúc còn nhỏ thì nó ở dưới đó quen rồi. Ừ. Đó, nó vô đó kìa. Vô cái chạy nó nằm nó núp đó. Ừ. Ngủ nhau về vậy thấy lạ lạ về vậy con. Rồi thấy lạ về rồi. Ở đi con nào ẹt quá ẹt lại. Ý do Tú giờ này mới hay kìa. Cái gì vậy? Em bước qua coi kìa, trời ơi. Hả? Hết hồn luôn. Quá lẻ luôn rồi. Bước qua. Trời ơi. Nhờ hên Tú quay thấy kìa. À, cô chú anh chị thấy chưa? Không rồi, không đi. Đây. Anh vô lấy đồ đi ra cho ăn bên kia không à. Ra bên kia mà đẻ này không hay luôn. Đâu có để ý đâu. Có mua gom rồi kìa mà chưa có lót. Tại vì mấy con vịt kia nó quay lại anh thấy trong điện thoại nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7 được 8 trứng vịt rồi cả nhà ơi. Trên anh Tú thu hoạch được 8 trứng rồi nè. Để anh Tú lấy gom. Tú bỏ ở đây cho nó anh Tú. Ừ. Đây Trinh lượm trứng vịt đó, Trinh nghĩ không phải vịt vịt Trinh nuôi đẻ đâu cả nhà, mà là vịt sim. Ở đây cũng có vịt sim nữa nè. Vịt sim Trinh nghĩ chắc nó ra đây nó đẻ rồi. Làm ổ thì nó đẻ, coi theo dõi là con vịt vịt nào. Trinh với anh Tú thì nghĩ là con vịt sim. Tại vịt sim nó đẻ nó mới ra rớt lông ra. Rớt cái lông trắng trắng nó ra. Để nó ấp á. Bây giờ thì 8 trứng này làm như nó bị sình mà không biết sao nữa nè. Sình bình thường hả? Chắc là do mưa mấy con vịt kia vô đạp á. Trời mưa mấy con vịt kia vô trú mưa anh Tú. Cái nó đạp lên. Vậy là anh phải kiếm đồ anh tấn cái gốc nó lại mới được.
Hôm nay thì Trinh với anh Tú cũng làm cho nó ổ luôn nha cả nhà. Để theo dõi coi hai bữa nữa coi dịch nào đẻ. Nếu mà dịch sim là 8 trứng rồi, khoảng 10 12 trứng là nó ấp rồi. Để Trinh coi thử là con dịch sim hay là dịch Trinh nuôi đẻ không, chắc chưa đâu, dịch nó xéo chưa đẻ đâu. Chắc dịch sim của Trinh đẻ đó. Mà cái trứng nó bị sình không biết có sao không. Ương cái đu đủ á cả nhà. Vô cái chậu nè. Giải hộp vô thì nó ra nè ha. Nó ra nó mới ra hơi hơi à. Cho nên là Trinh sẽ nhổ nó còn nhỏ. Nhổ nó chưa có rễ á. Thì mình sẽ ấy ra trồng cho cái ương nó lại. Ương lại khi nào nó tốt á mình hay đặt xuống đất ha. Này giống như kiểu là bầu, cách bầu này hồi xưa nè. Em bỏ cho em mét nó vô. Mét vô em chịu lỗ giữa nè. Giờ lỗ giữa đây bỏ vô. Sáng anh Tú kiếm là tới 8 cây chuối gì nè cả nhà. Cho dịch ăn hết 4 cây, còn 4 cây buổi chiều. Nè em bỏ vô, em bỏ vô luôn hả? Em bỏ. Đó ớt từng bầu gì nè anh Tú. Khi nào trồng á cả nhà, mình sẽ rút ra. Khi nào trồng á mình lấy cái cây ghim trên ghim nè, mình rút nó ra. Rút ra mình lấy cái lá chuối ra nè. Cái rau cũng bộn á. Bỏ này luôn. Tôi bỏ vô là bỏ cái sơ dừa. Sơ dừa với chấu rồi người ta trộn sẵn á. Trộn sẵn cái bao anh Tú mua. Cái này sọt này vừa rồi là đi lấy nè. Sọt này mới tinh không à cả nhà. Sọt người ta bán trái cây á. Còn mới tôi bỏ ổn anh Tú lụm gì gì. Ngay trồng rừng nha mấy cô nói gì trồng rừng im lắm mấy cái sọt này. Đúng rồi, rừng ra cũ á. Nhỏ em bự quá vậy. Bự không? Bự đó. Bự quá. Đang nói chuyện. Bự dòng cây bự ra. Cây nhỏ cần cái ấy nè. Tại nó mất chuẩn là nó đều hết rồi. Cái giò. Cúp điện cho nên đi ra ngoài thì nó mát hơn. Châu có phải cúp điện ngoài nè. Cúp điện không biết chiều nay có điện sớm không nó. Nếu mà có điện sớm thì clip Trinh tải kịp. Mà có điện trễ là Trinh ra clip trễ gửi đến cả nhà nữa. Này cúp điện đột xuất. Thì giờ Tú mần cá chê nắng để lóc ra để lát mình chiên bột ăn kèm với rau sống. Rau thì này Tú trồng nè thì không có phân hút sâu gì trên á. Nay tốt quá trời luôn, mắc mưa. Rau cũng ngon, ngon xẹo luôn á, như đây đủ rồi nè. Nấm bó luôn. Lá cách sát bên nhà Tú nữa ha. Này non xèo luôn. Giòn gụm luôn. Tại Tú vừa rồi Tú chặt á. Rồi bữa nay phóng đột lên. Non không? Này mình nấu nồi cơm củi. Chế mình hông hông gì. Cho nó chín cơm đều với lại hỏi nó không cháy cả nhà. Ở đây thì phần cá chê á, Trinh cũng mần Trinh lóc ra nè để cho nó ráo ha. Cá chê này bự quá cho nên là Trinh sẽ lăn bột chiên, chiên xong rồi mình mới lăn với bột chiên chiên giòn xong rồi Trinh lăn qua bột chiên xù ha. Đây thì Trinh mua bịch bột chiên giòn. Cái này thì bột chiên xù. Đây thì anh Tú có cắt cho Trinh miếng rau này cả nhà. Cái này là rau giúp cá ở nhà Trinh trồng nè, nhiều dữ lắm luôn. Chứ ăn rau nhà thôi. Cái này thì rau quên. Rau gì? Anh quên lá cách. Lá cách. Hai chồng nhìn nhau không biết lá gì. Lá cách. Với Trinh mua vài trái dưa leo với hai cái trứng nha. Giờ Trinh cũng ớt cái phần bột luôn. Bột này thì Trinh làm cho nó đặc đặc
mình lấy con ấy miếng cá cho nó dính, lỏng quá nó không bị không dính. Chừng quậy ra. Ở đây chừng cũng bỏ vô chút xíu hạt nêm với xíu bột ngọt. Đây hiện miếng tiêu chừng cũng bỏ vô luôn. Chừng quậy cho nó ra hết bột và chừng bỏ cái trứng vô, bỏ hai trứng vô chừng quậy luôn. Đây chừng cũng đập hai cái trứng vịt chừng bỏ vô luôn ha. Hết trứng gà, cái này phải đập trứng gà vô nó mới ngon cái nè. Trứng gà nó không bị tanh. Này còn trứng vịt thôi, mình chừng bỏ hai trứng vịt vô luôn. Quậy cho nó đều ra. Chứ già mà nước ra được rồi đó nha. Nước cái gì là chim đổ rồi kìa ha. Nhìn cái cá chín trước rồi mình mới lăn với bò. Cá chê này nó cũng có thương với nhà, nhưng mà cái là cá bự quá. Bự quá nên là phải chiên vậy nè. Nhìn nó ngon rồi. Đây phần cá này chim chiên cũng chín rồi ha. Chim bỏ vô đây, bỏ vô cái bột nè, trên lăn nó lại, bỏ lên đây. Giờ mình chỉ cần chiên cho nó chín cái lớp bột rồi được rồi đó nha. Chị chảo cho mẹ liền nha. Dạ. Mẹ chảo hơi nóng. Con dâm mà cô chú. Thơm như mùi gà rán thôi. Chín rồi, cá chín nè, mẹ chiên chín rồi, mẹ chiên qua đây. Con chào cô chú. Chở cục trắng đi. Đó này giống tôm quá trời. Thằng Văn nó cho. Thằng nó giống tôm á thằng. Giống tôm. Nãy Văn không đứt luôn rồi. Cái này con cá nhìn giống tôm nha. Tại nó co lại cá bự quá. Đây thì Trinh nấu chuối ha. Nấu chuối rồi bây giờ Trinh sẽ quét ra luôn. Nhà làm chuối quét dừa. Anh Tú thì anh cho em mượn miếng dừa anh. Chứ dừa thì anh Tú mới bẻ nè cái nhà. Dừa giống như là dừa mới vừa tới á, dừa gám vỏ á. Đặng mình nạo cho nó ngon. Nạo nhẹ thôi, nạo nhẹ thôi. Anh đè mạnh quá là đi nguyên miếng luôn á. Nạo xong cái anh bỏ đây em quết luôn. Đi trước miếng nha. Cho Thuận với Thư đi học nữa cả nhà. Học hai buổi nè. Chị bỏ vô nửa đi. Còn nửa chút mình trộn sau. Đây thì anh Tú cũng có bỏ đường ở đây nè. Chị bỏ vô miếng đường, bỏ vô xíu muối nè. Còn đây là đậu phộng ha. Đậu phộng Trinh cũng bỏ đậu phộng vô cho thơm. Rồi mình trộn lại chứ mình vắt cục đi. Trộn đều cái vắt cục lại ngon lắm đó nha. Cái này giống trộn gì đó anh? Không biết trộn giống trộn gì không? Không. Cốm dẹp. Chứ như trộn cốm dẹp vậy đó. Nhưng cốm dẹp mình phải có nước dừa nữa. Còn chuối này khỏi. Cơm gia đình Tú thì cũng chuẩn bị xong. Thì Tú mời cô chú anh chị ăn cơm với gia đình Tú Trinh luôn nha. Xin cảm mời cả nhà dùng cơm với gia đình Tú Trinh luôn nha. Con mời ba, con mời mẹ mỗi chú ăn cơm. Con mời ba, con mời mẹ mỗi chú ăn cơm. Ăn cơm đi hai con. Này bà ngoại với ông ngoại mắc cắt ổi. Là anh Thư thích mời bà ngoại. Mắc cắt ổi, ổi cắt ổi thì ngoại cũng ăn cơm rồi con Nguyễn nè. Nay nấu nồi cơm cháy quá trời ngon luôn. Thì chú già thì nấu chín nghe mùi thơm mới ha. Cái đó để hồi Trinh quét cho ngoại nữa. Cái này quét đỡ bốn chén cho Thượng Thư đi học nữa nha. Đây là cá chê chiên, lóc gà chiên xù. Lóc thịt với gà chiên chiên. Chấm với nước mắm. Rau sống. Trinh cũng mời cả nhà luôn nha. Thơm hết rồi nha. Đây sớm giờ anh quay anh thấy cái này ngon quá trời luôn, chảy nước miếng luôn nè. Cái này mà được chảo cá kho á.
chiên gì ngon không? Cá chiên ngon. Dạ ngon. Lâu lâu đổi món. Cá chiên bột. Cầm dưa leo biết rồi thôi mà ngon. Thư là thích ăn cá, Thư là thích ăn cá kho nhất, Thư là thích ăn cá chiên. Cá chiên gì nó không có, không có xương. Cái này là thật. Ngon nhỉ. Chúng mời cô chú chị ăn cơm luôn nha. Cái này thật không mà cho nên mình có ra được. Nóng rồi để sai đúng không? Để 8 trứng. Để lấy luôn trứng, trứng trứng à. Thì nước rửa luôn 3 trứng. Còn cá chiên vô được à? Được không? Còn gà để kìa. Ủa? Gà để kìa. Cá nó cá rô nữa ngựa. Cá xương không? Cá xương. Không biết không? Cá hằng cục thịt đó. Ừ. Cục thịt được không? Nãy trên định dắt rồi, mà hết bao tay rồi bỏ vô cái chén nhỏ nhà chút thôi. Mới muỗng hả? Đổ luôn. Lúc mời cô chú anh chị ăn chú ít dừa đúng nha. Xin mời cả nhà luôn. Cái dừa này nó, cái trái có nó dừa ăn lắm. Dừa này nó dễ bắp bắp hầm. Nó bị khô á. Mềm. Ngon quá. Đó nó có đậu hầm không? Tại giờ Trinh để đậu phộng thêm chớ không? Quá xong nó cứng cục cục cục. Chắc. Chắc cứng rồi. Ăn rồi không bị ngát. Này mình ở nhà có chén nhỏ rồi mình ở nhà bỏ vô chén. Không có công cầm vô tay. Cả nhà anh có ăn gia đình Tú Trinh thì cũng đã dùng bữa xong. Tôi cảm ơn cả nhà đã yêu thương gia đình Tú. Tôi muốn chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn và luôn bình an trong cuộc sống. Giờ thì video của gia đình Tú Trinh cũng đã kết thúc. Tú xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo luôn nha. Xin chào cả nhà. Chào mừng cô chú.